Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một lô đất mặt tiền nằm trên trục đường Đặng Nguyên Cẩn thuộc phường 13 quận 6 ngay chợ Phú Lâm. Chủ tài sản đang có nhu cầu bán, xin giới thiệu với cô chú anh chị. Với diện tích ngang 4 dài 16, công nhận trên sổ là 64m², đất ở đô thị 100%, đất trống tiện xây dựng mới. Hướng chính của bất động sản là hướng đông, đất thuộc sở hữu cá nhân và hiện tại lô đất này đang được chủ nhân chào bán là 13 tỷ và còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về kênh thông qua số điện thoại 078 75 72 158, số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về lô đất này.